Cùng cha ra đồng. Ngày xưa, ngày xưa, tại một ngôi làng ven biển, người dân nơi đây ngoài làm nghề đánh cá, họ còn trồng lúa để làm lương thực. Trồng lúa ở đây là việc rất khó, nên cánh đồng lúa quý như sinh mạng của họ vậy. Kato, làm việc vất vả quá, anh uống một tách trà đi này, trà mới hái thơm lắm. Cảm ơn ông Hamaguchi. Ông Hamaguchi, cho tôi một tách trà với được không? Tôi khát khô cả họng rồi. À, được thôi, trà còn nhiều lắm. Ấm trà bé như thế này, thì ông ấy phải pha bao nhiêu mới mời đủ mọi người nhỉ? Thật ra ai cũng đã mang theo nước rồi, nhưng ông ấy vẫn cứ thích làm những việc không đâu như thế chứ. Kể ra thì ông ấy cũng tốt bụng, nhưng nhiều lúc tôi thấy ông ấy ngốc nghếch nhiều hơn. Chào John ngốc nghếch. Tớ không ngốc, ngày nào cũng thấy ông cháu cậu mời trà mọi người, trong khi ai cũng có nước uống rồi. Không phải ngốc thì là gì? Đó là vì ông tớ có trà ngon, nên muốn chia sẻ với mọi người mà thôi. Bố mẹ tớ nói là làm tốt việc của mình là mệt lắm rồi, còn hơi sức đâu mà quan tâm đến việc của người khác như ông cậu. Chỉ có ngốc mới làm thế. Cậu... Năm đó, thời tiết rất thuận lợi. Những cánh đồng lúa vàng ươm, nặng trĩu hạt chỉ chờ thu hoạch. Dân làng tổ chức một lễ hội lớn mừng vụ mùa bội thu. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt, tiếng hát và tiếng nhạc tràn ngập không gian. Nhưng dường như trái ngược với không khí ấy, ông lão Hamaguchi vẫn sống bình lặng trong căn chòi nhỏ của mình trên sườn núi. Chà, thời tiết hôm nay thật đẹp. Nhưng mà cháu muốn xuống dưới làng chơi cơ, sao mình cứ phải ở mãi trên này hả ông? Ông cháu mình có nhiệm vụ rất quan trọng, không ai thay thế được đâu cháu à. Chúng ta phải canh giữ đồng lúa. Lúa thì vẫn ở đây thôi, trên này có ai đâu mà phải canh hả ông? Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra cháu à. Chỉ cần lơ là đi một chút, thành quả của mọi người có thể sẽ tan biến như bọt biển đây. Rồi, phải cho mọi người biết mới được. Châm cho ông một ngọn đuốc nhanh lên. Để làm gì hả ông? Làm theo lời ông, đừng hỏi nhiều. Dạ. Ông ơi, sao ông lại đốt lúa? Ông bảo lúa quý như tính mạng cơ mà. Chết rồi, trên sườn núi bị cháy. Phải đánh chuông gọi mọi người đi cứu lúa. Cháy rồi, đi cứu lúa bà con ơi. Ông Hamaguchi canh lúa kiểu gì mà để cháy to thế này? Có mỗi việc canh lúa mà làm cũng không xong. Tất cả mau lên núi cứu lúa đi. Ông làm gì thế này? Sao ông lại đốt lúa? Ông tính cho chúng tôi chết đói sao? Hãy nhìn biển đi rồi sẽ rõ. Trời ơi, sóng thần. Sao ông biết được chuyện này? Ta đã sống đủ lâu để biết được dấu hiệu của một trận sóng thần là như thế nào. Cảm ơn ông đã cảnh báo chúng tôi. Nếu ông không làm thế thì tất cả chúng tôi đã mất mạng. Chúng tôi đã hiểu lầm và thường xuyên chê bai ông. Xin hãy tha lỗi cho chúng tôi. Tất cả đã cuốn đi theo cơn sóng thần vừa rồi. Từ giờ chúng ta hãy cùng làm lại từ đầu nhé. Nhất trí. Tấm lòng của con. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, công việc của anh bắt buộc phải như vậy. Tại sao em cứ phàn nàn? Không phải, từ mấy tháng nay em thấy anh bắt đầu không quan tâm tới mẹ con em nữa. Anh đã hứa biết bao nhiêu lần sẽ cùng mẹ con em đi Ý, nhưng hết lần này đến lần khác anh đều nói bận. Anh không muốn đi có phải không? Em sẽ không ở nhà chờ đợi anh mòn mỏi từng ngày nữa đâu. Em định đi đâu? Em đã đặt vé đi Ý rồi. Hai mẹ con em tự đi cũng được. Được, em thích đi đâu thì đi, anh mặc kệ.
mẹ ngày nào cũng cãi nhau. Chẳng lẽ họ không còn yêu nhau nữa? Mình ở đâu hả mẹ? Verona con ạ. Ngôi nhà của Juliet. Mẹ ơi, Juliet là ai hả mẹ? Vào đây nào con yêu, rồi mẹ sẽ kể. Romeo và Juliet là vở kịch nổi tiếng của Shakespeare. Romeo đã tỏ tình với nàng từ ban công này. Sau nhiều biến cố xảy ra, cuối cùng, hai người đã cùng chết và ở bên nhau mãi mãi. Juliet không còn, nhưng tình yêu thì vĩnh cửu con ạ. Mẹ ơi, ba với mẹ có là tình yêu vĩnh cửu không? Trẻ con, nói linh tinh. Đi thôi con, chúng ta còn một nơi khác cần tới. Ôi, nhiều thư quá. Hàng ngàn lá thư này gửi tới cho nàng Juliet đấy con ạ. Vậy ngày nào Juliet cũng phải trả lời hết những lá thư này sao ạ? Không, nàng đã có chúng ta. Cô và những người ở đây đều là thư ký của Juliet. Chúng ta làm công việc này một cách tự nguyện. Và nó đã được duy trì hàng bao nhiêu năm nay. Ồ, thật là khó tin. Những lá thư này đều có địa chỉ. Hóa ra họ đều được hồi âm hả cô? Đúng rồi, họ là những cô gái khắp nơi trên thế giới muốn tâm sự với Juliet về câu chuyện tình của mình. Cô ơi, con có thể viết một bức thư gửi Juliet không? Ồ, được chứ. Con thích viết gì nào? Đừng cho mẹ con biết nha. Không biết là có ở nhà không đây nữa. Ồ, con trai của ba nhớ con quá. Cuối cùng thì em cũng về rồi. Con nhớ ba lắm ạ. Ở nhà vẫn ổn cả chứ? Vẫn ổn, nhưng lại có cái này gửi tới. Thư của ai vậy? Gửi anh John và chị Daisy. Tôi là người thư ký của Juliet ở Verona. Tôi sẽ không viết gì cả. Chỉ muốn gửi lại cho hai anh chị lá thư nhỏ này. Cô Juliet yêu quý, tên cháu là Jack. Cháu cũng có một câu chuyện tình muốn tâm sự với cô. Là chuyện tình của ba mẹ cháu ạ. Ba mẹ cháu vẫn kể họ gặp nhau từ ngày học đại học và cháu rất hạnh phúc vì điều đó. Nhưng dạo gần đây hình như họ lại cãi nhau. Mỗi lần ba mẹ cãi nhau cháu rất buồn. Cô Juliet, người ta bảo cô là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Cháu không hiểu lắm tình yêu vĩnh cửu là gì. Nhưng chắc phải là to và vĩ đại lắm, phải không cô? Cháu cũng muốn ba mẹ cháu không cãi nhau nữa, mà quay lại yêu nhau như hồi cháu còn bé ấy. Cô Juliet, cháu biết mẹ rất buồn và nhớ ba, nhưng mẹ không chịu nói đâu. Cháu nhờ cô nói ba là hãy về nhà nhiều hơn với mẹ cháu và cháu nhé. Cháu yêu ba, yêu mẹ. Cháu cảm ơn cô. Chúng ta đã quá vô tâm khi không để ý đến cảm xúc của thằng bé. Từ giờ chúng mình đừng cãi nhau nữa em à. Hai anh em. Được rồi này Linh ơi. Đâu đâu, cho em ghép với. Đây, nhưng anh ghép xong rồi. Em phải xoay rời ra để chơi lại từ đầu nha. Dạ. Điểm dừng tiếp theo, ngã tư Phương Mai. Đến nơi rồi các con, chúng ta xuống thôi. Vâng ạ. Các con lên cất đồ đạc đi nào. Vâng ạ. Anh sẽ mang bộ Rubik này tới lớp thể hiện màn xoay Rubik cho đám thằng Hùng lát mắt.
Ủa, sao không thấy nhỉ? Ơ, bộ Rubik đâu rồi? Linh à, bộ Rubik của anh đâu rồi? Hình như anh đã đưa nó cho em lúc ở trên xe mà. Ôi, em để quên trên xe buýt rồi anh hai ơi. Em nói gì? Đó là món đồ chơi anh thích nhất. Ba đã mua nó khi ba đi công tác đó. Anh hai, em... Khó lắm anh mới ghép được. Thế mà, tất cả là tại em. Nếu em không đòi chơi, thì làm sao để quên trên xe buýt được chứ? Em không cố ý mà. Em xin lỗi anh hai. Đây là đồ chơi em thích nhất đó. Ba đã mua cho em. Đền cho anh nè. Anh không thèm chơi cái đồ trẻ con này. Nhưng đây là món đồ chơi đẹp nhất của em rồi. Sao anh hai lại không thích? Anh không cần. Anh không muốn chơi với em nữa. Anh ghét em. Đi đi. Linh à, Quốc, xuống ăn cơm tối nào các con. Vâng ạ. Quốc, em Linh đâu rồi con? Từ chiều tới giờ, mẹ không thấy em đâu cả. Ơ, em Linh không ở đây với mẹ sao? Trời, vậy em con đâu rồi? Linh ơi, Linh, con đâu rồi? Trời tối rồi mà nó còn đi đâu nữa? Không biết là Linh đi đâu nữa. Ủa, có khi nào... Mình phải tìm lại bộ Rubik cho anh hai mới được. Trời mưa rồi, mình phải nhanh lên thôi. Bác ơi, bác có thấy bộ Rubik nào bỏ quên trên xe không ạ? Bộ Rubik à? Không, bác không thấy. Dạ. Làm sao để tìm lại bộ Rubik cho anh hai đây? Mưa to quá, không biết Linh có ở đây không nữa. À, Linh, em có sao không? Em không sao đâu anh hai. Anh hai, nhìn nè, em tìm được bộ Rubik cho anh rồi. Anh hai, anh đừng ghét em nữa nha. Ngốc ạ, anh làm sao ghét em được. Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên tức giận với em như thế. Lần sau đừng đi xa một mình nữa nha. Nguy hiểm lắm. Dạ, anh hai. Chim sẻ trả ơn. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ có hai vợ chồng già nọ. Ông lão là một người rất hiền lành, còn vợ ông thì lại là một người bần tiện và tham lam. Sáng hôm ấy, ông lão vào rừng để đốn củi. Ông cầm rìu bổ từng nhát vào những gốc cây đã chết. Đang say sưa làm, chợt ông nghe thấy một tiếng chim kêu rất yếu ớt ở đâu đó xung quanh. Ông vội dừng lại quan sát. Tiếng chim rên rỉ yếu ớt ngày càng rõ dần. Ông lão nhìn xung quanh bụi cây rậm rạp thì phát hiện ra một chú chim sẻ thương tích đầy mình. Đôi cánh xõa ra rỉ máu, đang bị kẹt giữa các nhánh cây và kêu cứu một cách thảm thiết. Ông lão ơi, cứu tôi! Chip chip! Ông lão nhìn chú chim sẻ đáng thương, không kiềm nổi lòng và thốt lên. Ôi, chú chim nhỏ đáng thương! Rồi ông nhẹ nhàng gỡ chú chim ra khỏi những nhánh cây và ôm nó vào lòng âu yếm. Ta sẽ giúp ngươi, đừng lo lắng, sẽ ổn thôi. Hãy về nhà cùng ta nhé.
Mặt trời đang dần xuống núi, những tia nắng yếu ớt nhạt dần. Ông lão trở về căn nhà nhỏ của mình và băng bó cho chú chim tội nghiệp. Không những thế, ông còn cho chim nhỏ ăn no nê những hạt thóc. Đúng lúc ấy, vợ ông lão bước vào. Bà tỏ vẻ không hài lòng trước hành động của ông. Sao ông lại lãng phí thức ăn cho một con chim cơ chứ? Ông lão bế con chim lên tay, vuốt ve nó một cách ân cần. Con chim bé nhỏ này ăn có hết là bao đâu. Tôi sẽ nuôi dưỡng chim sẻ cho đến khi nó khỏe mạnh trở lại. Bà ném ánh mắt căm hận về phía con chim bé nhỏ. Ngày hôm sau, ông lão lại vác rìu vào rừng đốn củi. Trước khi đi, ông dặn dò bà lão cẩn thận. Bà ở nhà, nhớ chăm sóc chim sẻ nhé. Nó vẫn còn yếu lắm. Tôi lên núi đốn củi, kiếm thêm chút tiền mua gạo. Bà lão cáu kỉnh đáp lại. Tôi biết rồi, ông cứ đi đi. Dặn dò vợ xong, ông lão yên tâm vác rìu ra khỏi nhà. Còn bà lão hình như không hề mảy may đến lời ông lão nói. Bà vào nhà lấy quần áo mang đi giặt. Khi đi qua chú chim nhỏ, thấy chú rên rỉ. Bà lão ơi, xin bà cho tôi ăn chút gì đi. Tôi đói quá. Nghe chim nhỏ nói thế, bà lão tỏ vẻ bực bội. Hừ, ta không ngốc như ông chồng ta đâu. Tự đi mà kiếm thức ăn. Giờ ta còn phải ra suối giặt đồ đã. Ở nhà đừng có phá phách gì đấy. Nói rồi bà lão lạnh lùng ôm chậu đồ bước ra khỏi nhà. Để lại chú chim nhỏ mệt mỏi, khắc khoải kêu lên trong yếu ớt. Nó run run bước đi, nhìn quanh khắp nhà. Chợt, nó nhìn thấy một đĩa khoai để trên kệ. Nó run rẩy, nhảy đến gần đĩa khoai để mổ ăn. Một lúc sau, bà lão trở về. Thấy chim nhỏ ăn gần hết đĩa khoai, bà tỏ ra giận dữ. Bà liền tiến gần đến chỗ chim sẻ, dùng bàn tay thô bạo của mình gạt phát chim nhỏ ra khỏi chiếc kệ. Chim nhỏ bị văng mạnh, đập cả người vào tường và vô cùng đau đớn. Bà lão tóm lấy nó, trừng mắt lên tức giận. Mày dám ăn vụng à? Đồ đáng ghét! Ta sẽ trừng phạt mày thích đáng. Bà lão hung tợn tóm lấy con chim, mặc cho nó kêu gào, van nài một cách yếu ớt. Trời tối, ông lão vác theo bó củi trở về nhà. Vừa bước vào cửa, ông đã ráo rác tìm chim nhỏ, nhưng không thấy đâu. Ông bèn hỏi bà lão. Bà ơi, chim sẻ đâu rồi? Nghe ông lão hỏi, bà lão tỏ ra khó chịu và thản nhiên nói. Con vật đó ăn vụng thức ăn của tôi ném nó ra bìa rừng cho bọn thú ăn thịt rồi. Nhận được tin dữ, ông lão vô cùng choáng váng. Hai hàng nước mắt của ông trào ra, ông đau đớn kêu lên. Trời ơi, tội nghiệp chú chim nhỏ! Sao bà lại... Rồi ông vùng chạy ra khỏi nhà để đi tìm chú chim nhỏ. Bà lão nhìn theo bước chân ông chồng khó chịu. Ông lão đi vào rừng, vừa đi ông vừa tìm kiếm xung quanh, miệng không ngừng gọi lớn. Chim sẻ nhỏ ơi, hãy về đi! Nhưng không thấy chú chim đâu cả. Ông tiếp tục bước đi và gặp một chú chim khác. Ông bèn hỏi. Ôi, xin hãy chỉ cho ta biết, chim sẻ đáng thương đang ở đâu? Chú chim nhỏ giang cánh, chỉ về một hướng sau ngọn núi. Hướng đó, hướng đó! Ông lão theo hướng chú chim chỉ, băng qua mấy lùm cây rậm rạp. Trước mặt ông, một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ hiện ra.
Những chú chim sẻ xếp thành hàng dài trước cổng để cúi chào ông, khiến ông vô cùng ngạc nhiên. Ông vừa tiến thêm một bước thì một chú chim bay đến gần ông và nói: "Chào ông, chúng tôi đợi ông đã lâu." Ông lão vẫn chưa hết ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi lại: "Xin hỏi, các người có thấy chim sẻ đáng thương của ta đâu không?" "Ngài ấy đang chờ ông ở bên trong, ông hãy theo tôi." Nói rồi đám chim sẻ bay lên và dẫn ông lão bước theo vào bên trong lâu đài. Bên trong tòa lâu đài, chim sẻ nhỏ đã ngồi sẵn trên ngai vàng. Nó ra dáng là một quốc vương đầy quyền uy, với chiếc vương miện bằng vàng trên đầu. Thấy ông lão bước vào, nó mừng rỡ: "Ông lão tốt bụng, chào mừng ông đến với vương quốc của ta." Ông lão nhìn chú chim sẻ kinh ngạc rồi lắp bắp: "Ôi, chim sẻ đáng thương, hóa ra người là sẻ chúa ở đây ư?" Sẻ chúa mỉm cười nhìn ông: "Đúng vậy, may mắn là ta đã trở về được vương quốc của ta. Cảm ơn lòng nhân hậu và sự cưu mang mà ông đã dành cho ta." Nói đoạn, sẻ chúa sai đàn chim mang đến cho ông lão hai cái túi, một to, một nhỏ, và nói với ông: "Đây là món quà nhỏ ta đền ơn ông, hãy chọn một trong hai cái túi." Ông lão liền chọn chiếc túi nhỏ và cảm ơn chim sẻ. Trước khi ông lão ra về, chim sẻ không quên dặn dò ông: "Ông hãy nhớ, không được mở cái túi trước khi trở về nhà đấy." Nghe lời chim sẻ, ông lão giữ cái túi bên mình cho đến khi trở về nhà. Nhìn thấy ông lão bước vào, bà lão ngạc nhiên, tò mò hỏi: "Cái gì thế?" Ông lão vui vẻ kể lại câu chuyện mình đi tìm chú chim sẻ đáng thương và được chim sẻ trả ơn bằng cái túi như thế. Bà lão vội vàng lao vào mở chiếc túi ra thì thấy bên trong rất nhiều vàng bạc châu báu. Ông lão cũng lấy làm ngạc nhiên: "Ôi, thảo nào cái túi nặng thế, may mà tôi lấy cái túi nhỏ." Bà lão nghe thế thì trợn tròn mắt lên: "Trời ơi, ngốc ơi là ngốc, sao ông không lấy cái túi to? Tôi sẽ đến đó lấy cái túi về." Nói đoạn, bà lão vội vàng chạy ra khỏi nhà. Bà phi một mạch đến tòa lâu đài. Bước vào trong, bà làm ra vẻ thân thiện trước mặt chim sẻ: "Chim sẻ ơi, ta muốn đến lấy cái túi to kia, liệu có thể mang ra cho ta không?" Đám chim sẻ nhìn nhau vẻ không hài lòng, nhưng vẫn mang ra hai chiếc túi, một to, một nhỏ, để bà lão chọn lựa. Không mảy may suy nghĩ, bà lão lao đến lấy chiếc túi to và chạy đi ngay mà không kịp nghe lời dặn của chim sẻ rằng không được mở cái túi ra trước khi về đến nhà. Vì thế mà chưa được nửa đường, bà lão đã không kiềm nổi sự tò mò của mình về chiếc túi, nên đã mở ra xem. Thật không ngờ, ngay lúc chiếc túi được mở ra, thì từ trong túi, những con yêu tinh, quái thú bò ra nhè những hàm răng lởm chởm về phía bà, khiến bà vô cùng hoảng sợ. Bà vội vàng bỏ chạy, vừa la hét vừa khóc lóc, để rồi trượt chân ngã xuống vực sâu thăm thẳm, không bao giờ quay trở lại. Chú chuồn chuồn ham chơi. Này, không được chạy. Đố cậu đuổi kịp tới đây. Các bạn ơi, trời sắp mưa rồi đấy, mau về nhà hết đi. Cậu đồ
mùa đấy hả chuồng? Trời trong xanh thế này làm sao mà mưa được chứ? Đúng thế đấy, chuồng chuồng. Bọn tớ biết ngay là cậu nói dốc mà. Thôi, chúng ta đi chơi tiếp đi các cậu ơi. Ồ, không tin tớ à? Để rồi xem. Ôi, ôi, mưa thật các bạn ơi. Mau đi chú đi. Đấy, thấy chưa? Có ai không tin lời tớ nữa không? Bọn tớ tin cậu rồi chuồng à. Cậu có thể dự đoán được thời tiết. Cậu giỏi quá. Làm sao mà cậu có khả năng này vậy? Chỉ là chuyện vặt thôi mà. Chỉ cần tớ bay lên cao, thám thính, nghe ngóng là biết ngay thời tiết trong vài ngày tới luôn. Ôi, bạn tuyệt quá. Vậy từ nay bạn hãy thường xuyên bay lên để báo thời tiết cho tất cả mọi người được không? Được thôi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Các bạn ơi, có ai thấy chuồn chuồn đâu không? Bọn tớ cũng đang tìm cậu ấy mà không thấy đây. Bảo bạn ấy bay lên xem thời tiết thế nào, xem sắp có bão chưa, để còn xây lại tổ và dự trữ thức ăn nữa. Đúng thế đấy, tớ lo quá, mà mấy hôm nay chả tìm gặp được chuồn chuồn. Bạn ấy cứ mãi đi chơi chả thấy đâu cả. La 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 la. Ôi, chuồn chuồn, cậu về đây rồi. Mau lên kia xem thời tiết thế nào đi cậu. Hình như sắp tới mùa bão rồi đấy cậu à. Các cậu cứ suốt ngày thời tiết, mệt ghê. Trời đang nắng thế này, còn lâu mới đến mùa bão. Thôi, tớ đi chơi đây. Cậu ấy sao thế nhỉ? Cậu ấy không còn muốn báo thời tiết cho chúng ta nữa rồi. Thôi, chúng ta về xây tổ và dự trữ thức ăn dần đi. La 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 la. Hôm nay thật là vui biết bao. Chuồn chuồn ơi, cậu đừng có đi chơi nữa. Xây tổ đi cậu ạ. Tầm này năm ngoái sắp có bão to rồi đấy. Mệt ghê, cứ về đây là nhức óc. Nghe đây, đôi cánh của các cậu yếu ớt, bay kém sợ gió bão mới phải làm tổ. Chứ như tôi đây hả, cánh nhiều này, mắt nhìn rộng này, bay khắp nơi được này, chẳng có gì phải sợ cả. Bão đến là tôi biết liền, bay tránh chỗ khác vẫn còn kịp. Thôi, tôi đi đây. Tổ đi mọi người ơi. Đúng là nhát như thỏ đế, chưa gì đã sợ. Ôi, ôi. Ôi, ôi. Ôi, ôi. À. Hả? Ôi, các bạn, sao các bạn lại... Không nói nhiều nữa, mau vào trong đi. Cậu không sao chứ? Ôi, cánh của cậu bị rách một miếng rồi kìa. Tớ không sao. Tớ xin lỗi các bạn vì đã không nghe lời các cậu khuyên. Không có gì mà. Giờ cậu hiểu ra vậy là bọn tớ mừng rồi. Từ nay cậu đừng có chủ quan nữa là được. Ừ, tớ hứa, tớ có khả năng dự báo thời tiết. Nhất định tớ sẽ không lơ là, ham chơi nữa đâu. Tớ sẽ thường xuyên để ý và sẽ báo cho tất cả mọi người trong khu rừng. Các cậu hãy tin vào tớ nha. Ừ, bọn tớ tin ở cậu mà. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.